bán cắt lỗ bất động sản nhưng vẫn không có người mua. Đâu là lý do dẫn tới tình trạng trên? Đầu tư bất động sản được xem là một kênh đầu tư thông minh và rất nhiều người lựa chọn vào thời điểm này. Tuy nhiên, nếu bạn không biết đầu tư đúng cách, đúng thời điểm thì cái tình trạng mà tiền mất tật mang là điều không thể tránh khỏi. Thì thế thì mới xảy ra cái tình trạng đó là bán cắt lỗ nhưng vẫn không có người hỏi mua. Xin chào, tôi là Phạm Ngọc Hà. Nếu như mà các bạn đã, đang hoặc có thể trong tương lai sẽ gặp phải vấn đề trên thì video hôm nay là dành cho các bạn. Thì trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn 6 nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng mà chúng ta mua bất động sản vào nhưng đến khi bán cắt lỗ thì lại không bán được. Rất ít người hoặc thậm chí không ai hỏi mua. Cái bước vào cái đầu tiên, thứ nhất là chúng ta chọn sai thời điểm mua vào và bán ra. Thì là khi mà thị trường nóng sốt, ai ai cũng mua bất động sản, nhà nhà mua bất động sản, người người đi mua bất động sản. Chúng ta không thể đứng ngoài cuộc được. Đó, thế chúng ta cũng đi mua một cái bất động sản, tìm mua bất động sản thông qua rất là nhiều kênh, nhiều nguồn. Nhưng mà cái sự tìm hiểu của chúng ta nó chưa kỹ, hoặc thậm chí mới chỉ nghe phong phanh, chúng ta đã quyết định xuống tiền mua cái bất động sản này, thì lúc đấy bất động sản nó đã ở đỉnh rất là cao rồi. Sau đó thị trường nó sẽ đi ngang, thậm chí là có thể điều chỉnh đi xuống một thời gian, và sau đó rất lâu nó mới quay trở về mức giá cũ hoặc tăng trưởng theo cái lợi nhuận kỳ vọng của các bạn. Để cho nên là đầu tư này chúng ta phải lưu ý thông minh, bình tĩnh giữa lúc thị trường đang nóng sốt. Nếu mà quý vị anh chị các bạn ấy mà có cái ý định lướt sóng thì hãy trang bị cho mình thật nhiều kiến thức, thật nhiều mối quan hệ trước khi chúng ta có ý định tham gia thị trường bất động sản theo cái hình thức là lướt sóng. Thứ hai nữa chúng ta gặp phải đó là đầu tư bất động sản nhưng không cân nhắc yếu tố vị trí, phong thủy và không khảo sát kỹ bất động sản mình đầu tư. Rồi, cái vị trí bất động sản của mình nó có cái gần cái tiện ích gì không, gần cái những cái dự án lớn gì hay không, hay thậm chí rất là đơn giản có gần ngã ba ngã tư, có bị lỗi đường đâm, có lỗi phong thủy, rồi là cái việc mà thậm chí nó còn liên quan một chút đến vấn đề tâm linh nữa. Đó, chúng ta lại chưa nghiên cứu thật là kỹ vấn đề này thì khi mà gặp phải đấy thì cũng rất là khó trong cái việc ra hàng. Và thứ hai, và không khảo sát kỹ cái bất động sản mình đầu tư, thì chúng ta trước khi mà mua đấy có cái công thức như thế này: xem 100, đàm phán 10. Đó, đàm phán 10 rồi là mặc cả về giá 3 nhưng mà chỉ mua một thôi. Thì là cái việc đấy thì là chúng ta thấy, có thể thấy rằng những nhà đầu tư chuyên nghiệp đấy, người ta phải xem rất nhiều những bất động sản, sau đó người ta mới đưa ra những quyết định. Và chúng ta thì xem được số lượng rất ít và không khảo sát kỹ. Thế cho nên là có những cái sai lầm mà có thể là sửa chữa nó bằng rất là mất nhiều thời gian. Đó, chúng ta mất nhiều thời gian thì bất động sản chúng ta mới được như giá chúng ta kỳ vọng. Và thứ ba nữa là mua bất động sản không đúng nhu cầu. Đó, thì chúng ta mà khi mà chúng ta mua bất động sản, chúng ta cũng không nắm rõ được cái nhu cầu chúng ta mua là gì. Đó, chúng ta mua để ở hay là mua để đầu tư, đó chúng ta cũng không nắm được. Và thứ hai là chúng ta có những cái sai lầm, đó là mua những cái nhà mà thực sự là rất là to uỳnh hoàng và chúng ta phải vay vốn ngân hàng để trả nợ, mà thậm chí là khi mà chúng ta còn rất là trẻ. Thế thì cái việc đấy thì nó rất là lãng phí cái nguồn lực và cái số tiền vốn chúng ta bỏ ra từ ban đầu. Và không mua nhà không đúng nhu cầu như vậy thì đến lúc mà chúng ta muốn thanh khoản, muốn bán đi thì lại phải tìm một cái đối tượng phù hợp, thì rất mệt mỏi chúng ta trong cái việc mà tìm đầu ra và tìm những người mua và được cái lợi nhuận hay là được theo đúng cái như ý muốn của chúng ta. Và cái thứ tư đó là mua theo cảm tính. Đó, thì mua theo cảm tính ấy, thì cũng vì cái lý do mà thị trường này, rồi là cái lý do mà khi chúng ta đi mua nhà, mua đất thì các bạn sale rất là giỏi, có kỹ năng rất là lâu năm trong cái việc môi giới. Thế nên là các bạn đấy là cũng tư vấn cho chúng ta, thì khi đó cảm xúc chúng ta đi lên rất là cao. Mà thông thường ấy thì cảm xúc đi lên thì thông minh đi xuống. Chúng ta có thể đưa ra những quyết định nó chưa thật sự là sáng suốt trong cái ghi mà trong lúc mà cái cảm xúc của chúng ta đang lên rất là cao. Đó, chúng ta nhìn thấy cái ngôi nhà này, ô thật là đẹp, bố trí rất là đẹp. Thế nhưng mà chúng ta lại không nghiên cứu kỹ là cái ngôi nhà này bị, thứ nhất là xây một cách là trung tường, khi là sau này khi mà chúng ta là sửa chữa bảo dưỡng thì chúng ta lại gặp rất nhiều khó khăn, hay là cái này móng, nền móng xây như thế nào chúng ta cũng không tìm hiểu, mà chúng ta là thấy cách bài trí bố trí của chủ nhân và cái cách bố trí những cái đèn điện, rồi là cái màu sơn, rồi là những cái đồ vật trang trí trong đó, trong nhà họ rất là đẹp.
Thế chúng ta lại bắt đầu cái cảm xúc chúng ta muốn sở hữu cái căn nhà này luôn. Hoặc là đi ra một khu đất được bố trí vỉa hè, rồi là có trồng những cái luống cây rất là đẹp, vỉa hè to rộng, chúng ta lại thấy đẹp, ok, đồng ý, chốt luôn. Thậm chí là chốt nhanh trong một buổi tối, bởi vì các bạn, thứ nhất là các bạn môi giới các bạn cũng rất là chuyên nghiệp, các bạn ấy sẽ hối thúc anh chị ngay, mua nhanh không là không còn cơ hội. Có 3 người đang hỏi mua, anh chị có chốt mua luôn không, để em chốt cho người khác. Rất là nhiều những cái kỹ thuật, rồi những cái mà cách mà môi giới hoặc là những người bán hàng chuyên nghiệp giỏi sẽ hướng cho anh chị mua nhanh khi mà cảm xúc của anh chị đang đi lên. Và tiếp theo nữa, cái số 5 đó là chúng ta kết bạn sai người. Đó, khi đi đầu tư bất động sản thì nếu mà chẳng may mà chúng ta lại kết bạn với những cái người xung quanh chúng ta là chưa đầu tư bao giờ, hoặc thậm chí là đầu tư rất là ít, chưa có thật nhiều kinh nghiệm, thì một là họ sẽ gàn không cho chúng ta mua, hoặc là họ sẽ tư vấn, hoặc là cũng tư vấn cho chúng ta theo cái cảm tính của họ mà thực sự là họ cũng chưa có kinh nghiệm gì. Thế cho nên là chúng ta phải kết bạn với những người nào mà xung quanh chúng ta họ đã có rất nhiều kinh nghiệm, hoặc chí ít là những cái người họ cũng đã từng thực hiện cũng có một số cái giao dịch và ở cái khu vực mà chúng ta đang định mua bất động sản rồi, thì cái đó thì nó sẽ hợp lý hơn đối với những người đầu tư, và đặc biệt là những cái người đầu tư mới. Cái thứ 6, cái cuối cùng là cái điều này có thể là rất ít người biết, nhưng mà nó đóng góp một cái vai trò cực kỳ quan trọng trong cái sự thành công của việc đầu tư bất động sản, đó là không nhờ tới sự giúp đỡ của chuyên gia. Đó, thế thì sao ạ? Không, bởi vì là họ đã là chuyên gia thì họ đã có rất nhiều cái kinh nghiệm, thời gian nghiên cứu một cách nghiêm túc, và đây nó là một cái nghề của họ. Thế cho nên là thứ nhất là để đảm bảo uy tín của họ, và thứ hai nữa là để hợp tác lâu dài, rồi là có cái danh tiếng của họ trên cái thị trường bất động sản hoặc là trong cái lĩnh vực đầu tư của họ, thì là họ sẽ cố gắng làm sao mà tư vấn cho bạn hợp lý nhất, phù hợp nhất, tức là không có cái gì tốt nhất nhé, nó chỉ có phù hợp với từng đối tượng thôi. Thì họ sẽ dựa vào những cái nhu cầu về đầu tư, về cái biên lợi nhuận, về thời gian, mà sẽ tư vấn cho các bạn về cái cách mà để mua bất động sản làm sao mà có lợi nhất, thời gian đầu tư ngắn và lợi nhuận và có thể đạt tối đa theo cái kỳ vọng của bạn. Một số chúng ta là hay, thứ nhất là ngại trong cái việc hỏi các chuyên gia, bởi vì là nghĩ các chuyên gia họ ở trên, họ là đỉnh cao như vậy thì chắc họ không tiếp chuyện mình đâu, hoặc là một số người thì họ có thể thu phí cho cái việc tư vấn này, thì chúng ta lại ngại trả một cái khoản phí đó ra. Chúng ta tiết kiệm một khoản phí cho chuyên gia, hoặc là thậm chí mà tiết kiệm khoản phí để đi học các chuyên gia đấy, các họ mở lớp đào tạo, đó cũng là một cái dạng là chúng ta hỏi ý kiến chuyên gia. Đó thì là chúng ta lại tiếc cho cái việc đầu tư cho bản thân như vậy. Thế cho nên là có cái lý do là cắt lỗ không ai mua. Vừa rồi là Hà vừa chia sẻ với các bạn 6 cái lý do chính khiến chúng ta gặp phải cái tình trạng mà bất động sản cắt lỗ nhưng không ai mua. Hy vọng sau video vừa rồi thì các bạn có thể rút được kinh nghiệm về những lần trước của mình, hoặc những bạn đang đầu tư, chuẩn bị sẽ đầu tư, có những cái nhìn tổng thể và tránh lặp lại những sai lầm như vậy. Nếu thấy video này hay và hữu ích, xin nhờ các bạn hãy chia sẻ với mọi người để cùng biết, chúng ta cùng đầu tư với nhau để làm sao mà có một cái cộng đồng đầu tư lớn mạnh. Và hãy subscribe và nhấn nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất của Hà trong thời gian tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin chào.